thế thì sẽ cho cái em nhiều nhất là Salopia này. Đấy, như phiên bản này gọi là Pulpia nhé. Nó đầu tôi bắt đầu chơi nhất này. Tôi vào Super Beater Cats. Tôi sẽ chơi kiểu ban ngày nhé. Đấy, tôi sẽ chọn Pulpia này. Thank you.
bạn ở những video tiếp theo.